Rồi cá tai làm cái gì đó? Cái này là... Đây là rái cá con. Đang ở nhà tôi hả? Không, của một người nuôi rái cá bị sắp chết gửi cho tôi. Tôi nói người đó gửi cho trung tâm bảo vệ động vật hoang dã cứu đi, mà người đó không chịu, để nhà nuôi cho chết luôn. Mấy bạn thấy đói bụng không? Dạ không. Rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng tại nhà hàng Natrabu, nhà hàng Thủ tướng Malaysia, tới ăn sáng. Đây là đồ ăn Indo nha mấy bạn. Wow, đồ ăn Indo hay quá à. Nhìn lạ lạ kìa. À, cho Tương ăn đậu hũ Indo thử nha. Đậu hũ Indo. Đậu hũ và rau củ.